Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nâng cao nha các bạn. Hôm nay Lợi nói về chứng minh đẳng thức 2 cộng 1 nhân cho 2 bình cộng 1 nhân cho 2 mũ 4 cộng 1 nhân cho 2 mũ 8 cộng 1 nhân cho 2 mũ 16 cộng 1 bằng 2 mũ 32 trừ 1. Thì các bạn tìm cái mối liên hệ của nó nè. Thì các bạn thấy không ạ? Các bạn nhìn kỹ đi ạ. Cái này có phải thiếu A trừ 1 không ạ? Thì các bạn phải nhớ đứng hàng đẳng thức, đó là A cộng B nhân A trừ B sẽ bằng gì ạ? A bình trừ B bình. Đó, được chưa ạ? Và 2 trừ 1 có phải bằng 1 không ạ? Vậy ta nhân 2 vế cho, nhân 2 vế cho trừ 1. À, hoặc ta đặt vế trái, tùy nha. Các bạn muốn chứng minh cái đẳng thức này bằng nhau, các bạn có thể chứng minh vế trái bằng vế phải bằng vế trái, hoặc là chứng minh hai vế đó bằng nhau, được chưa? Thì Lợi sẽ chọn phương pháp đó là vế trái nha các bạn. Vế trái, vế trái, vế trái sẽ bằng 2 cộng 1 nhân 2 bình cộng 1 nhân 2 mũ 4 cộng 1 nhân 2 mũ 8 cộng 1 nhân 2 mũ 16 cộng 1. Thì ở đây ta nhân thêm 2 trừ 1. 2 trừ 1 có phải là 1 không ạ? 2 trừ 1 là 1 nên các bạn nhân bình thường, được chưa? Thì nó cũng ra chứng nó mà thôi. Nhân cho 1 thì cũng ra chứng nó. Rồi, từ đây các bạn áp dụng hàng đẳng thức nè. Đó, A trừ B nhân A cộng B sẽ ra A bình trừ B bình. Tiếp tục ở phía dưới bạn viết lại. Đó, và tiếp tục như vậy ta làm tiếp tục. Đó, đây với đây hàng đẳng thức nè, nó sẽ ra gì ạ? Nó sẽ ra là A tất cả bình trừ B. Đó, được chưa ạ? Đó, rồi thì thằng này nè, 2 thì các bạn nhớ đến kiến thức A mũ N tất cả mũ M thì bằng A mũ N nhân M. Vậy mình sẽ bằng gì ạ? 2 mũ 4 trừ 1 tất cả nhân 2 mũ 4 cộng 1, 2 mũ 8 cộng 1, 2 mũ 16 cộng 1. Tiếp tục hành trình như vậy, ta sẽ có 2 mũ 8, 2 này ra hàng đức nè, trừ 1, 2 mũ 8 cộng 1 nhân 2 mũ 16 cộng 1, đóng ngoặc. Tiếp tục đây là hàng đẳng thức nè, 2 mũ 16 trừ 1 nhân 2 mũ 16 cộng 1 bằng 2 mũ 32 trừ 1, được chưa ạ? Tại vì sao ạ? Tại vì một bình cũng bằng một đó các bạn. Đó, mình viết chậm để cho các bạn khỏi thắc mắc, được chưa ạ? Một bình cũng bằng một đó, được chưa ạ? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.